Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thạch rau câu trái cây nhé. Để làm thạch rau câu trái cây thì các bạn chuẩn bị cho mình các loại trái cây nhé, như xoài, cam, ổi hoặc nho. Các bạn cho mình gói bột rau câu nhé và nước cốt dừa các bạn ạ. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế các loại hoa quả này đã, sau đó mình sẽ pha bột rau câu để mình nấu lên các bạn nhé. Các loại trái cây này thì các bạn rửa sạch cho mình nhé. Mình đã rửa sạch và để ráo giúp các bạn nhé. Nho thì các bạn cứ để nguyên cả quả cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ thái đến phần ổi này. Các bạn thích ăn với hoa quả gì thì mình có thể làm với hoa quả ý nhé. Xoài các bạn nạo vỏ cho mình nhé. Mình chỉ cần một quả xoài thôi các bạn ạ, còn độ lửa của ổi nó được rồi. Và các bạn quýt các bạn bóc vỏ cho mình nhé. Đây các bạn, ổi thì các bạn thái miếng ra cho mình nhé. Bạn nên chọn xoài chín vừa thì các bạn đừng chọn chín quá nhé, chín quá nó sẽ nát và không ngon nhé. Và các bạn cũng thái cho mình ra. Đây mình cũng làm với số lượng nhiều lắm nên là cũng không cần phải nhiều hoa quả quá các bạn ạ. Nho thì các bạn để cả quả trong mình nhé, và quýt thì mình sẽ cắt ra các bạn ạ, không mình không để cả múi quýt như thế này được, mình cắt ra làm 2 làm 3 chẳng hạn, tùy theo với múi quýt các bạn. Và các bạn tách bỏ cái hạt quýt ra cho mình nhé. Thế các bạn, bây giờ mình làm rau câu nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi này và mình sẽ cho đường vào để mình làm rau câu các bạn nhé. À, nước rau câu
Các bạn cho mình khoảng độ 2 thìa đường này. Là bột rau câu các bạn nhé. Bột này 15 gram thì mình chỉ dùng độ 3 gram rau câu là nhiều các bạn nhé. Rồi, các bạn cho mình khoảng được từng này nhé, 1 phần 2 tiền này thôi. Và các bạn chuyển đều lên, sau đó mình sẽ cho nước vào các bạn nhé. Thì là mình làm phần đây các bạn. Các bạn cho mình khoảng độ 500ml nước các bạn nhé. Đây các bạn cho bột rau câu vào nha, và mình nồi nước vừa nãy đấy, và các bạn đun cho mình sôi nhé, đó thì mình sẽ tắt là được. Đây các bạn, khi bột rau câu của chúng ta sôi được một lúc rồi các bạn nhé, thì các bạn tắt bếp cho mình và mình sẽ cho vào khuôn nhé. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái khay như thế này nhé, và mình sẽ múc rau câu ra các bạn ạ. Cho mình ở dưới này là một lớp nước rau câu này, và mình sẽ cho hoa quả nhé. Các bạn cho mình hoa quả vào. Rồi các bạn lại cho mình một lớp nước rau câu khác lên các bạn nhé. Rồi mình sẽ cho nốt phần hoa quả vào các bạn ạ. Để làm thạch dừa thì các bạn cho mình nước cốt dừa các bạn nhé. Các bạn cho mình độ 150ml nước cốt dừa nhé. Và bột rau câu các bạn cũng cho mình đi vừa lại nhé. Để cho phần thạch dừa này ngọt thì các bạn cũng cho mình đường nhé. Các bạn cũng cho mình 2 thìa đường. Và mình cho thêm nước lọc các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn nấu lên trong. Các bạn, khi phần thạch này của chúng ta đông lại rồi các bạn nhé. Để các bạn cứ đông. Và phần thạch dừa mình cũng đã nấu chín các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ múc vào nhé. Đây các bạn, sau khi thạch trái cây của chúng ta để nhé, và nó cứng lại hết như này rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ úp lại để mình cắt các bạn nhé. Đây các bạn, hình rất đẹp nhé. Đây các bạn, sản phẩm của chúng ta đây. Với cách làm thạch trái cây như thế này nhé, các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với các loại trái cây nhé, mình ăn mát trong mùa hè nhé. Và các bạn thích có thể like, chia sẻ kênh giúp mình nhé, ẩm thực miền quê nhé. Và bây giờ mình sẽ cắt ra để thưởng thức các bạn nhé. Khi các bạn có khách hoặc là chúng ta ăn để giải nhiệt cho các con vào ngày hè nóng lực này, các bạn có thể làm với món thạch này nhé. Rất mát và ngon các bạn ạ. Với các hoa quả chúng ta thích ăn loại gì thì chúng ta làm với loại ý nhé. Các bạn. Và mình để cái phần trắng nhé.
Các bạn có thể ăn với vị xoài nữa, thì chúng ta có thể làm một lớp nữa là xoài lên trên, hoặc dâu tây, hoặc với các loại hoa quả khác đều được hết các bạn nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách làm thạch rau câu trái cây nhé. Mình xin dừng video tại đây các bạn nhé.